Chào mừng các bạn đến với chuyên mục đọc sách em nghe của Thư viện quận Bình Thạnh. Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 được xem là một bệnh truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung Trung Quốc. Đây được xem là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với toàn thế giới, bởi sức ảnh hưởng của nó không thể lường trước được. Vì vậy, với các em thiếu nhi, chúng ta cần phải cẩn thận và trang bị những thói quen cũng như cách phòng chống dịch bệnh an toàn nhất. Các bạn thiếu nhi có biết coronavirus mới ấy đến từ đâu? Các triệu chứng sẽ ra sao? Và chúng ta là trẻ em phải làm gì để đánh bại nó? Để chủ động phòng chống dịch bệnh và để bảo vệ sức khỏe của bản thân trong tình hình dịch bệnh, hôm nay chuyên mục đọc sách em nghe xin gửi đến các bạn nội dung cuốn sách Những thói quen tốt bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống COVID-19. Có hai loại coronavirus trên thế giới, một loại lây truyền và gây cảm lạnh ở người, loại kia lây truyền và cảm lạnh ở động vật. Thông thường, hai loại virus này không lây nhiễm chéo, virus ở người không truyền sang động vật và ngược lại, virus ở động vật không truyền sang người. Tuy nhiên, có một nhóm người muốn ăn các món ăn lạ, bắt và giết động vật hoang dã ở khắp mọi nơi. Do vậy, coronavirus trên động vật có thể lây nhiễm vào cơ thể con người. Điều này rất đáng chú ý, virus trên động vật đã trú ngụ và hủy hoại phổi của con người. Chúng cũng gây ra các thông tin giả mạo, lừa các tế bào của con người để tạo ra nhiều virus hơn. Khi bị nhiễm virus này, người ta sẽ có các triệu chứng ho, sốt. Đồng thời, virus cũng liên tục thích nghi với con người và biến đổi. Khi người nhiễm bệnh nói chuyện, ho hoặc hắt hơi, các coronavirus trong cơ thể họ bị đẩy ra bởi những giọt nước bọt li ti. Sức mạnh của hắt hơi lớn đến mức các virus được bắn ra cách xa đến 2 hoặc 3 mét và cá biệt có thể tới hơn 10 mét. Những virus này sẽ bám lên mũi và miệng của trẻ, bám trên nhiều hàng hóa, vật dụng và được trẻ em tiếp nhận. Nếu trẻ không rửa tay khi về nhà, virus trên tay có thể xâm nhập vào cơ thể khi dụi mắt, mút ngón tay hay cầm đồ ăn. Rất nhanh chóng, trẻ bắt đầu bị ho và sốt. Vì vậy, các bạn thân mến, nếu bạn không muốn bị nhiễm virus corona, thì nên làm gì đây? Bước 1. Rửa tay thường xuyên. Nếu chúng ta rửa tay trước khi ăn, các virus trên tay sẽ bị nước cuốn trôi. Nhưng chúng ta không chỉ cần rửa tay bằng nước, mà còn cần sử dụng các phương pháp rửa tay sau đây để đánh bại virus. Sử dụng nước và nước rửa tay có chức năng khử trùng để chà liên tục lòng bàn tay, mu bàn tay, ngón tay, móng tay. Quá trình này mất hơn 20 giây, bằng khoảng thời gian để hát bài hát chúc mừng sinh nhật 2 lần. Bước 2. Đeo khẩu trang ở nơi đông người và tránh khi người khác ho. Nếu chúng ta đeo khẩu trang dành cho trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng, các virus sẽ bị chặn bởi khẩu trang và sẽ không trôi vào mũi hoặc miệng của trẻ. Ở bước này, chúng ta chú ý cách đeo khẩu trang và cách tháo khẩu trang nha. Bước 3. Thực hiện nghi thức ho. Khi ho hoặc hắt hơi, hãy che mũi và miệng bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy để virus không phát tán. Nếu mọi người đều làm theo nghi thức ho, tất cả chúng ta có thể tránh được nguy cơ lây nhiễm. Cái gọi là nghi thức ho. Khi muốn hắt hơi, nếu chỉ quay mặt đi là không đủ, che miệng bằng bàn tay không phải là một ý tưởng tốt. Cách tốt hơn là cần che miệng bằng khăn giấy, nếu không chỉ cần che miệng bằng khuỷu tay của bạn. Ngoài việc tuân theo nghi thức ho, trẻ em khi phải ra ngoài cần ngăn chặn truyền tiếp xúc có thể xảy ra. Ngoài coronavirus mới, có nhiều loại virus và vi khuẩn có thể dính vào xe buýt, nút thang máy, kệ siêu thị, nắm tay cửa ra vào, tay vịn cầu thang, bàn ăn. Tất cả các vật thể trong khu vực công cộng đều có thể có virus, do đó khi trẻ ra ngoài không được chạm vào các vật dụng kể trên. Bước 4. Khử trùng. Nếu nơi công cộng thường xuyên được khử trùng, virus dính vào tay vịn và ghế sẽ bị loại bỏ. Nếu ai đó bị bệnh ở nhà, hãy nhớ khử trùng nơi ở thường xuyên. Thật ra, dịch bệnh này cũng nhắc nhở tất cả mọi người, ngoài việc làm sạch, thói quen khử trùng hàng ngày nên được duy trì.
loại bỏ virus bằng cồn 75%. Lưu ý rằng đó là cồn 75%, vượt quá nồng độ rượu phù hợp mà người lớn thường uống. Vì coronavirus mới có vỏ bọc protein, cồn 75% có thể hòa tan lớp vỏ này và nhanh chóng tiêu diệt nó. Ngoài ra còn có một anh chàng mạnh mẽ có thể tiêu diệt virus, được gọi là chất khử 84. Sau khi được pha loãng theo tỷ lệ, nhiều thành phần của vi sinh vật có thể oxy hóa và bị tiêu diệt. Tuy nhiên, chất khử trùng 84 và chất tẩy rửa nhà vệ sinh không thể sử dụng đồng thời. Chúng sẽ gây ra phản ứng hóa học, tạo ra khí clo gây hại cho trẻ em và gia đình. Với những anh chàng tuyệt vời này, chúng ta có thể thường xuyên sử dụng để phun hoặc bôi vào những khu vực đặt giày trong nhà, tay nắm cửa, bồn rửa, sàn nhà, máy tính để bàn và những nơi khác mà tay thường chạm vào. Cần lưu ý rằng trẻ em không được chạm vào những hóa chất khử trùng này. Bước 5. Từ chối ăn thịt động vật hoang dã. Tất nhiên, nếu không ai ăn thịt động vật hoang dã ngay từ đầu, virus sẽ chỉ gây bệnh cho nhiều loài động vật mà không lây lan cho mọi người. Đừng ăn món ăn chế biến từ động vật hoang dã nhằm bảo vệ động vật và bảo vệ chính chúng ta. Chỉ bằng cách duy trì thói quen vệ sinh tốt, chúng ta mới có thể tránh nhiễm virus ở mức độ lớn nhất. Trong trường hợp lây nhiễm virus, chúng ta không nên hoảng loạn, bởi vẫn có đoàn quân miễn dịch trong cơ thể. Miễn dịch là khả năng cơ thể chúng ta chống lại sự tấn công của mầm bệnh từ bên ngoài. Khả năng miễn dịch có tốt hay không, hệ thống miễn dịch giống như một đội quân tìm kiếm những kẻ xâm lược bên ngoài đột nhập vào cơ thể mọi lúc và tấn công chúng. Nhưng đôi khi, kẻ địch quá mạnh và hệ thống miễn dịch không thể chống lại. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch rất thông minh, chỉ cần đối đầu với kẻ địch một lần, hệ thống miễn dịch sẽ vạch mặt chúng và thành lập một đội chiến đấu đặc biệt. Lần tới, khi kẻ địch xâm lược, hệ thống miễn dịch có thể nhanh chóng nhận diện, tổ chức một trận chiến hiệu quả và tiêu diệt chúng. Sau khi sinh ra, đội quân miễn dịch đẩy lùi kẻ địch hết lần này đến lần khác. Khi các kháng thể được tạo ra, đội quân miễn dịch trở nên mạnh không ngừng. Điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên, tăng cường miễn dịch là một quá trình liên tục và đòi hỏi trẻ em trong cuộc sống hàng ngày tích cực hợp tác với cha mẹ để làm những việc sau. Cần duy trì ăn ngon, ngủ ngon, bị ốm thì đi khám bác sĩ và phải uống thuốc. Cha mẹ có luôn nói vậy không? Tất cả đều đang giúp bạn tăng cường đội quân miễn dịch. Cha mẹ bạn cũng giống như vậy, bạn cũng phải nhắc nhở cha mẹ. Về những mũi tiêm bạn ghét nhất, tiêm phòng là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Bởi vì vaccine có thể nhanh chóng làm cho đội quân miễn dịch sản xuất kháng thể chống lại một loại virus nhất định. Do đó, đừng sợ tiêm nữa, nó sẽ mang lại vũ khí mới cho đội quân miễn dịch của bạn. Ngoài ra, vaccine thông thường, vaccine cúm, vaccine tay chân miệng và vaccine viêm phổi đều được khuyến cáo tiêm phòng. Thực tế, trái đất của chúng ta cũng là một hành tinh siêu vi. Ngoài anh chàng coronavirus mới hàng năm, chúng ta còn phải đối phó với nhiều người bạn cũ như rotavirus, norovirus, virus cúm. Các bạn thân mến, Thư viện quận Bình Thạnh đọc xong cuốn sách Những thói quen tốt bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống COVID-19 của tác giả Nico Mama do nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Dịch sẽ chấm dứt, nhưng cuộc chống chiến lại virus sẽ không bao giờ dừng. Các bạn thiếu nhi hãy là những chiến binh nhỏ dũng cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn trong chuyên mục Đọc sách em nghe vào thứ 6 tuần sau.